Món xôi thật là ngon cho ngày cuối tuần mà không mất quá nhiều thời gian Đây là món xôi chiên giòn hay còn gọi là xôi chiên phòng Ăn kèm với thịt nướng à, hoặc là chà bông, mỡ hành Hôm nay mình sẽ làm xôi chiên giòn à, với thịt nấm mèo, củ sắn Để có món xôi nhanh nhất thì mình nấu 3 khớp nếp 3 khớp này á, là bằng tương đương với là 600g nếp do cho nó sạch xong rồi mình để ra cái rổ cho nước á, nó ráo trước khi mình cho vào trong cái nồi để nấu mình để cho cái nếp nó ráo nước như thế này à, mình đông cái lường cái nước á, cho nó chính xác hơn rồi mình cho vào cái nồi cơm điện để mình nấu cái nồi cơm điện mà chứa 10 cup thì mình nấu à, sôi 3 cup thôi Nếu mà nấu nhiều hơn nữa thì cái sôi nó sẽ không ngon Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối Rồi một chút xíu bột nghệ Khoảng 1 phần 4 muỗng cà phê bột nghệ 2 cup rưỡi nước 2 cấp rưỡi nước là à, 650ml Nếu các bạn không có cái cấp này thì mình À, dùng 650 ml hoặc là mình dùng cái chén ăn cơm mà của Việt Nam nhỏ nhỏ đó thì mình đông là hai chén rưỡi nước là được cái nước mà nó xâm sắp như thế này thì nấu ra cái sôi nó rất là dừa trước khi mình bắt lên nấu á, thì à, mình trộn cho cái nếp nó hòa quyện với bột nghệ và muối khi cái nồi cơm điện mà chuẩn bị bật lên cái chức năng giữ ấm thì mình chuẩn bị 100 ml nước cốt dừa thì một khớp này mình cho lưng lưng á, là 100 cỡ 100 ml mình cho bột nghệ vào để cho cái mình chiên á, nó nhanh hơn nó nhanh vàng hơn và à, mình cho nước cốt dừa thì cái xôi nó sẽ giòn và thơm hơn mình trộn nước cốt dừa đều ra sau đó mình đậy lại giữ trong đó trong nồi cơm nè 15 phút sau đó mình mới mở nắp ra cho cái xôi nó nguội bớt một chút xíu để mình không có bị nóng quá cái tay mình mình cán xôi á. ở mình để ra cái mâm chia ra làm hai nha. Các bạn chia ra cho nếu mà nhiều quá thì mình chia làm hai để mình à dàn ra cho nó dẻ xuống. Các bạn đập Vàng xuống cho nó dẻ cái xôi thiệt là dẻ xuống. Rồi phần thứ hai thì à, các bạn có thể cuốn lại trong quấn trong cái giấy ráp. Nó dùng miếng giấy ráp nè. Và mình ráp lại mình nhồi cho cái, cái xôi nó dẻ lại. Đây là một cái cách làm thứ hai nha nếu bà các bạn uh, làm um, dàn ra cái mâm rồi à, rồi mình cắt luôn cũng được và mình cuốn cục tròn như vậy thì mình để tủ lạnh mình cắt cũng được nha cách nào cũng được hết nhưng mà mình thấy cái cách mà dàn ra cái mâm nhà cắt cho nó nhanh hơn là hơn là nhanh hơn là mình cuốn mất thời gian nhé mình làm cái xôi chiên theo cái cách này á, thì không có cần cái xôi á, mình chiên nó phồng ra như cái bánh tiêu nếu các bạn nào mà muốn làm cái xôi mà chiên mà nó phồng ra như cái bánh tiêu á, thì à, các bạn dùng cái chài đó quết cho cái xôi này nó nhuyễn ra luôn sau đó mình quấn cái xôi cho nó chặt lại rồi à, cuộn cũng cuộn cái xôi cho nó chặt lại như vậy rồi để tủ lạnh và cắt mình chiên thì cái xôi nó phồng ra hoặc là các bạn do tròn á rồi đè dẹp dẹp xuống giống như cái dạng mà bánh tiêu á mình chiên bánh tiêu vậy đó thì á, mình cho vào trong cái chảo dầu luôn thì nó sẽ cũng phồng ra á, như là bánh tiêu nhưng mà cái cách đó là nó rỗng ruột nó, nó chỉ có cái giỏ bên ngoài thôi nó không có cái ruột ở trong còn cái cách này á là mình chiên mình cần có một ít ruột ở trong chỉ giòn ở bên ngoài thôi khi các bạn cho vào trong tủ lạnh thì mình dựng đứng lên như vậy để cho cái xôi nó tròn nó không có bị méo nha và dùng cái à, à, miệng chén hoặc là cái à, khuôn để cắt á à, mình cắt nếu mà các bạn thích mà cái xôi nó giòn nhiều á thì mình cắt mỏng mỏng thôi còn thích cái xôi mà nó giòn mà có một chút ruột ở trong á thì mình cắt, cắt dày một chút mình sẽ gấp đôi lại nè cái này cho dày nè nó dùng tay hoặc là dùng à, cái cây gì nặng nặng đó mình đập cho nó dẻ lại đó mình xếp đôi thì nó dày hơn thì cái này nó sẽ có ruột ở bên trong còn lúc nãy mà mình cắt mỏng á, thì nó sẽ ít cái ruột bên trong rồi cái bàn xếp lại à. À, mình cứ đè chặt như vậy rồi mình cắt tiếp thôi. Mình chiên cái xôi này á thì cần có một chút ruột ở bên trong nó mềm mềm và ở bên ngoài thì nó giòn tan luôn nhưng mà bên trong á thì nó mềm. Khi mình cắt xôi đã xong hết rồi cho vào trong cái dĩa và đậy lại để vào trong tủ lạnh khoảng hai ba tiếng thì cái xôi á nó khô nó xe mặt lại lúc đó mình chiên á thì cái xôi á nó giòn hơn và nó giòn được lâu hơn mình có thể để qua đêm cũng được nha lúc này á thì mình chuẩn bị đi xào cái nhân 200 g thịt xay mình có khoảng chừng 6 7 tay nấm mèo á. rồi có một ít cà gót một ít củ sắn và tỏi củ hành rồi mình sắc hạt lựu sắc nhỏ ra như vậy mình ốp vào trong cái thịt này á, là một chút xíu củ hành rồi củ sắn cà rốt những cái nấm mèo này đều sắc hạt lụ nhỏ hết mình cho cái phần này á, chừa lại để một lát nữa mình xào cho vào đây là một muỗng cà phê bột bắp nửa muỗng cà phê tiêu nửa muỗng cà phê muối, rồi một muỗng cà phê đường, một muỗng canh nước tương, và nửa muỗng canh dầu hào. Tất cả mình trộn lên cho cái bột bắp vào để cho cái thịt mình nó xào lên nó không có bị ra nước và nó giữ cái thịt không bị khô. Trộn cho cái thịt nó đều với nhau. Trước khi mình xào thịt thì mình pha cái sốt để ăn kèm với xôi, một muỗng cà phê tương ớt hoặc là sa tế. Nếu các bạn muốn um, cay nhiều thì mình cho nhiều, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước tương. Một muỗng cà phê đường. Cái nước sốt này thì hơi mặn mặn nè, hơi ngọt ngọt và yeah, cay nếu các bạn thích có hơi vị chua thì mình cho chút xíu tương cà vào nửa muỗng cà phê bột bắp nửa muỗng cà phê bột năng cho vào đây khoảng chừng 3 muỗng canh nước và yeah, 80 ml nước lèo để mình làm cái nước sốt cái này mình đã để tủ lạnh 3 tiếng rồi bây giờ mình lấy ra cắt đó cái xôi á nó dẻ lại như vậy nó khô cái mặt lại. Nếu các bạn muốn cái xôi mà nó dày thì nó có một chút ruột ở bên trong nha. Còn mỏng thì nó giòn hết. Cái dầu mình chiên mình vừa để dầu vừa nóng thôi mình cho vào. Và các bạn để cho nó ít ít thôi, nó rất là dễ bị dính nha. Mình đập đập như thế này để cho cái xôi nó phồng lên một chút. Nhưng mà cái cách này thì mình không có cần cái xôi phòng kê lên cái dĩ như vậy để cho dầu nó nhiễu xuống dưới vì có bột nghệ cho nên cái xôi nó rất là mau vàng và cái màu vàng đẹp vô cùng luôn đó nó hơi phồng lên một chút vậy thôi nhưng mà ở bên ngoài rất là giòn luôn và bên trong ruột thì nó vẫn mềm nha đó, nó hơi phồng phồng lên như vậy thôi Chiên sôi xong thì mình mới đi xào cái thịt Mình cho vào trong cái chảo này khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn một ít củ hành và tỏi nha Khi thấy củ hành với tỏi nó vàng, nó thơm rồi Thì mình mới cho thịt vào Mình xào lửa lớn nha các bạn Mở lửa thiệt là lớn luôn Để cho cái thịt nó không có ra nước Rồi, như vậy Thấy cái thịt nó chín rồi thì mình tắt lửa cho hai muỗng canh dầu ăn tiếp, mình cho một ít gừng một chút xíu gừng thôi đó cho cái gừng đó, nó thơm để mình làm cái nước sốt Và cái phần củ hành còn lại nửa muỗng cà phê à, cái bột ớt bột ớt để mình tạo màu cho cái màu nó đẹp rồi nước lèo đây mình cho vào. nếu muốn hơi chua chua thì mình thích có hơi chua chua một chút mình cho chút xíu cái tương cà vô tất cả mình lượt lại mình dùng cái rây để mình lượt lại cho nó lấy hết mấy cái xác gừng đồ ra rồi mình cho cái bột năng với bột và bắp nè nó cho chút xíu thôi đó nó hơi sệt sệt lại là được rồi đó như vậy như vậy là cái sốt đã xong rồi cái bánh bên ngoài giòn tan luôn giòn xốp rất là ngon bên trong nè nó vẫn mềm nha bên trong có một ít xôi ở trong rất là mềm đó cái ruột ở bên trong vẫn còn tại vì mình kẹp với thịt á cho nên mình cần có một chút ruột rồi um, cái xót nè mình chuẩn bị tất cả mình để sẵn nha cắt cái xôi uh, để sẵn luôn rồi mình cho cái nhân vào nếu mà không có thích ăn cay đó cái sốt đó thì mình cho ít thôi mình để cái nhân vào một lát nữa mình cho cái sốt phía bên ngoài thôi nếu mà thích ăn cay nhiều á thích cái sốt nhiều á thì mình quét cái sốt ở bên trong luôn đó rồi mình để luôn bên ngoài luôn rất là ngon luôn cái mùi sốt nó có hơi cái gì gừng một chút nếu mà các bạn có sa tế mình cho vào thì nó ngon hơn nữa rồi cái món xôi chiên giòn của mình đã xong rồi món xôi chiên giòn này các bạn có thể ăn với thịt nướng gà nướng chà bông mỡ hành đều được hết nha các bạn cho một ít mỡ hành lên cái mỡ cái dầu hành này á, là mình làm có một chút xíu dầu thôi mình để lên thì cái mùi thơm của nó ngon hơn rất là nhiều luôn. đó mình cho cái sốt nhiều lên nè. rồi như vậy là cái món soi chiên giòn của mình đã xong rồi. À, chúc các bạn thành công. hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.